お前らが世界の自由を守るのも自由、俺が進み続けるのも自由。Mình mạn phép dịch thành phá hủy, vì hẳn ai cũng đã biết người nói câu trên, Eren Yeager, đã sử dụng sự tự do của mình vào việc gì? Đúng vậy, tàn sát 80% nhân loại. Ý chí tự do hay free will là một từ có sức mạnh to lớn. Đó là khi ta tin rằng, đã là con người, ai cũng có quyền tự quyết định những hành động của mình, quyền tự do được làm chính mình, sống như những gì mình mong ước. Nghe thì vô cùng tốt đẹp, đó là cho đến khi ta nhận ra thế giới này cũng sản sinh những tâm hồn tội lỗi. Joker, Eren, Thanos, Hannibal. Những nhân vật như vậy liên tục xuất hiện, sử dụng tự do của mình để tạo ra bạo lực, nối tiếp bạo lực. Vậy những kẻ ác thuần túy có xứng đáng được hưởng ý chí tự do, thứ có thể coi như quyền cơ bản của mỗi cá nhân? Và việc ta nhân danh công lý tước đi hoàn toàn quyền hạn này, biến những con người ác độc thành một thứ máy móc chỉ biết phục tùng, có phải cũng là một việc làm sai? Đó là chủ đề vô cùng hóc búa mà Clockwork Orange đã thể hiện thông qua hành trình biến đổi của một trong những kẻ phản diện nổi tiếng nhất màn ảnh, Alex Delarge. Một tuyệt tác bạo lực và bạo lực cực đại. Ám ảnh, tội lỗi, nhưng đầy chất thẩm mỹ. A Clockwork Orange hay Alex là ví dụ hoàn hảo của cái ác song hành cùng ý chí tự do. Và tin mình đi, đây là một trong số ít những tác phẩm có thể làm loạn các khái niệm trắng đen bên trong đầu bạn. Như thường lệ với các tác phẩm kinh điển, đây là cảnh báo spoiler dành cho những ai chưa thưởng thức phim. Stanley Kubrick là một trong những nhà làm phim quan trọng nhất lịch sử điện ảnh. Vì vậy, chúng mình cũng không dám tự tin hiểu được hết những ý đồ của ông. Và video này chỉ có thể phản ánh phần nhỏ những gì mà Clockwork Orange đề cập. Ngược lại, đây là một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất từng được làm ra do nội dung chứa những cảnh bạo lực và nhạy cảm, không phù hợp với những người dưới 18 tuổi hay có tâm lý yếu. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi xem. Còn với những ai đã sẵn sàng, hãy cùng đến với thế giới giả tưởng đê mê mà mục nát trong quả cam máy móc nhé. Tất cả bắt đầu với ánh mắt của nhân vật Alex Delarge. Phân cảnh mà có lẽ giờ đây đã trở thành kinh điển. Một thanh niên chỉ trang điểm bên mắt phải, đội chiếc mũ vành nhìn thẳng vào ống kính. Cậu ta trông vô cùng tự tin, tư tốn nhấp một ngụm sữa. Tại sao lại là sữa? Vì cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Sữa là một hình tượng gắn với trẻ em, đại diện cho quá trình phát triển, hay phảng phất bóng dáng của người mẹ và sự nuôi dưỡng. Nhưng ly sữa trên tay Alex lại khác. Chúng cũng được đổ ra từ bầu ngực, nhưng là của những con ma nơ canh vô tri. Trong cốc sữa đó có trộn thuốc thức thần, và chúng chẳng nuôi dưỡng gì khác ngoài cái tâm hồn bạo lực thuần túy bên trong Alex. Một hình ảnh tương phản giữa sự ngây thơ và ác quỷ. Nếu ở đâu đó những ly sữa là nguồn dinh dưỡng cho những con người tốt đẹp, thì ở đây, thứ chất lỏng màu trắng này làm điều ngược lại. Nhân chi sơ, tính bản ác. Alex như một hình mẫu đại diện cho phần con bên trong mỗi con người, một đứa trẻ tàn bạo. Thật vậy, A Clockwork Orange không hề giải thích vì sao cậu ta lại ưa thích hành hạ đến thế. Vì thế giới xung quanh, gia đình, bạn bè, ta chẳng rõ. Cậu ta đơn giản là một kẻ ác thuần túy, tồn tại như lẽ đương nhiên rằng thế giới phải có những người xấu xa. Nạp đủ năng lượng, Alex kéo băng đảng của mình đi giải trí khi màn đêm buông xuống. Và 12 phút tiếp theo của Clockwork Orange có lẽ là một trong những trường đoạn phản cảm nhất từng xuất hiện trên màn ảnh. Một cô gái bị đám côn đồ vờn như một món đồ chơi, trần như nhộng dẫy đạp trong vô vọng. Gia đình xấu số nọ thì bị đám của Alex đột nhập. Cậu ta trói ông chồng trong khi vui thú lấy kéo cắt từng mảnh vải trên người bà vợ, cười khoái chí hả hê. Bệnh hoạn, điên loạn và đúng như nguyên văn lời thoại là ultra violence hay bạo lực cực đại. Sẽ không hề khó hiểu khi nhiều khán giả quyết định dừng phim tại đây. Một thế giới mục ruỗng, một đám tội phạm dơ bẩn, một cái ác không thể được cảm thông. Nhưng nếu nói đến ý chí tự do, Alex là kẻ tự tại nhất. Hắn không muốn bị ra lệnh bởi bất kỳ ai. Khi đám tay chân tỏ thái độ, Alex cũng xử chúng luôn. Cậu ta làm những gì mình muốn, lấy những gì mình thích và không bị gò bó bởi bất cứ một thế lực nào. Đây chính là điều mà cá nhân mình cho rằng kéo về sự hâm mộ cho những nhân vật phản diện. Người ta thích thấy Joker phơi bày sự hỗn loạn bên trong những người tốt, tranh luận khá sôi nổi về triết lý của Thanos, hay không thể phủ nhận nét quyến rũ của Hannibal Lecter. Vì sao? Vì trong những kẻ ác này rất tự do, tự tin và làm chủ cuộc đời mình. Và nếu chỉ gióng theo thang điểm một chiều này, họ là những kẻ có cái gì đó con người nhất khi độc lập suy nghĩ khỏi tất cả các thế lực xung quanh. Thật vậy,
Dơ bẩn là từ chúng ta dùng để nói về Alex, nhưng trong tâm trí cậu ta, bạo lực tuyệt đẹp như một án thơ tình. Đạo diễn Stanley Kubrick đã sử dụng rất nhiều những bản nhạc cổ điển, những bức họa, chạm khắc, thứ được đa số công nhận là nghệ thuật hàn lâm và cái đẹp tinh túy rải rác khắp bộ phim. Nhưng trong A Clockwork Orange, tất cả đều có hình thù gợi dục, nói về hoặc báng bột tôn giáo. Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng mình cho rằng đây là cách phim muốn khán giả nhìn thế giới theo con mắt của Alex. Cậu ta coi tình dục, bạo lực và sự đau khổ của kẻ khác như một thứ nghệ thuật, như cái đẹp hàn lâm. Alex và đám bạn thực hiện tội ác giữa những giai điệu cổ điển vui tươi, nhộn nhịp. Cậu ta thậm chí còn hát một đoạn nhạc vô cùng vui tai trong Singing in the Rain khi đang hành sự. Phân cảnh cô gái bị đám côn đồ bắt ở đầu phim cũng vậy. Ta thấy địa điểm lúc đó là trên một sân khấu rộng lớn trong nhà hát. Hành động bẩn thỉu đó được thực hiện giữa nơi đáng lẽ dành cho các vở kịch. Và đó chỉ là ví dụ cho rất nhiều lần cái đẹp được trộn lẫn cùng với tâm hồn của Alex. Đặc biệt, hắn có một tình yêu khổng lồ dành cho nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven và bản giao hưởng số 9. Là một trong những kiệt tác được biết đến rộng rãi nhất. Qua tìm hiểu, bản giao hưởng nổi tiếng này là những giai điệu tôn vinh con người, tình yêu, sự tự do và lòng nhân ái. Một hồi cuối dữ dội, mãnh liệt, ca ngợi những giá trị tốt đẹp của tình yêu và sự đoàn kết. Mỉa mai thay, trong đầu Alex, tất cả âm nhạc vang lên khi hắn được giải thoát và tự do về với lại bạo lực. Một phân cảnh thật tội lỗi khi phải thừa nhận rằng khung hình được bài trí một cách tuyệt đẹp. Alex và một cô gái đang vật lộn giữa nền tuyết trắng xóa, hai bên là những kẻ ăn mặc trang trọng đang đứng vỗ tay không ngớt. Alex tự tôn vinh chính mình, chính thứ nghệ thuật méo mó của mình. Bạo lực, hành hạ đối với hắn chính là tinh hoa của nghệ thuật, đại diện cho sự tự do tự tại của hắn. Báng bổ hơn, khi đọc Kinh Thánh, một cuốn sách đầy thiêng liêng, Alex đã ước mình được làm tên lính La Mã đã đánh roi vào Chúa Giê-xu, muốn được hưởng lạc cùng những người hầu gái và thoải mái chém giết. Tất cả chỉ để chứng minh rằng bản chất của Alex là xấu xa. Cái đẹp trong mắt hắn cũng xấu xa. Hắn đại diện cho mặt còn lại của đồng xu, cho cái ác thuần túy. Và nếu một người như thế tồn tại, một kẻ không thể cải tạo, một kẻ chỉ là chính mình khi ác độc, thì liệu hắn có xứng đáng được hưởng ý chí tự do hay không? Câu trả lời dành cho Alex chính là một phương pháp hư cấu mà các nhà khoa học đã nghiên cứu với tên gọi Ludovico. Sau khi giết người và bị bắt vào tù, đứa trẻ của chúng ta vẫn chẳng hề thay đổi. Cũng là lẽ dĩ nhiên. Hắn chỉ giả vờ cải tạo, ngoan ngoãn để nhanh được mãn hạn. Vì vậy, khi nghe thấy phương pháp Ludovico có thể rút ngắn thời gian sau song sắt buồn chán, Alex đã tình nguyện tham gia. Tiếc rằng, cậu ta không biết mình sắp mất đi sự tự do vĩnh viễn. Bị đưa vào một căn phòng tối chỉ có một chiếc ghế và màn hình trước mặt. Hai con mắt của Alex bị kéo căng ra liên tục, bắt phải thu nạp những hình ảnh man rợ một cách thụ động. Kết hợp với thứ thuốc được tiêm vào người trước đó, cơ thể Alex sẽ dần có cảm giác buồn nôn đối với những hành động xấu xa. Mỗi khi định giơ nắm đấm, định xé áo một cô gái, Alex sẽ buồn nôn, quằn quại trong đau đớn. Từ một kẻ chỉ làm điều mình thích, Alex bị thuần hóa nghĩa đen. Người ta bảo Alex liếm giày thì cậu ta sẽ liếm giày. Bị đánh đập, sỉ nhục, hành hạ cũng không thể phản kháng. Trên sân khấu hôm đó, tất cả vỗ tay chúc mừng phương pháp thành công rực rỡ. Một tên tội phạm đã biến thành một cậu thanh niên hiền lành. Vậy, có phải Alex đã biến thành người tốt? Chắc chắn là không. Đầu cậu ta vẫn xấu, ý nghĩ của cậu ta vẫn đầy những điều bệnh hoạn. Chỉ có điều giờ đây cơ thể đã bị tước đi ý chí tự do, không còn khả năng làm những điều não bộ muốn. Goodness comes from within. Goodness is chosen. Alex đã không lựa chọn để trở thành một người tốt, mà bị biến thành một cỗ máy phải lương thiện. Thực chất, tiêu đề A Clockwork Orange hay Quả cam cơ máy móc cũng đề cập đến khái niệm lựa chọn và quyền tự quyết. Quả cam là một thứ hữu cơ, tự nhiên, ấy vậy mà lại bị biến đổi thành máy móc. Con người cũng vậy. Alex bị phương pháp Ludovico triệt tiêu toàn bộ khả năng lựa chọn hành động cho chính mình. Cậu đã trở thành một con người không còn ý chí tự do. When a man cannot choose, he ceases to be a man. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất qua việc Alex không còn khả năng cảm thụ bản giao hưởng số 9 của Ludwig van Beethoven. Hắn đã chính thức không còn là con người, không còn cảm nhận được cái đẹp méo mó của mình. Cái ngày mà Alex được trả tự do và về với xã hội như một công dân gương mẫu,
hệ quả từ quá khứ đã đến. Tất cả các nạn nhân của Alex giờ đây đã có cơ hội trả thù khi tên côn đồ ngày nào giờ chỉ là một cái bị thịt, đánh đập, hành hạ thỏa thích. Nhưng theo lý thuyết, công lý đã được thực thi và cái ác 100% bị đẩy lùi. Vậy ai đúng ai sai? Kẻ ác vẫn sẽ được sinh ra. Giữa loài người sẽ luôn có những con cừu đen sở hữu một ý chí tự do xấu xa. Nhưng dẫm đạp lên ý chí tự do cũng là bạo lực. Và phân cảnh sử dụng phương pháp Ludovico cũng sai trái chẳng kém gì bất cứ một cảnh Alex phạm tội nào. A Clockwork Orange sau cùng chỉ làm loạn các khái niệm trắng đen. Một tấn bi kịch mỉa mai thế giới, mỉa mai những giá trị tự do mong manh. Nó cho thấy sự bất lực của chúng ta khi cố định nghĩa đúng sai, phải trái. Alex đã sai rành rành, nhưng phương pháp Ludovico cũng phi nhân tính không kém khi còn làm thui chột đi những giá trị cơ bản định hình một con người. Mình có cảm giác Stanley Kubrick cố tình để A Clockwork Orange như một bức tranh phản địa đàng méo mó. Bộ phim như một câu hỏi phản biện dành cho những khái niệm mà con người chúng ta cứ theo đuổi như tự do, công lý và niềm tin vào sự cải tà quy trình. Để đạt được công lý cho số đông, những kẻ như Alex phải mất đi ý chí tự do. Và ngược lại, nếu coi sự lựa chọn là thứ định hình con người, thì cái tự do của Alex sẽ làm hỏng tự do của rất nhiều người khác. Như chính câu hỏi mà người quản lý trại giam đã nói, "Someone hits you, you hit back, do you not?" Chỉ bạo lực có lẽ là luôn tìm được chỗ để sinh sôi nảy nở, bất kể là khi kẻ ác phạm tội hay khi công lý trừng trị chúng. 2 tiếng đồng hồ nhiễu loạn, phản cảm và đầy rẫy bạo lực. Một thế giới tàn tạ và mục nát đến mức công lý dường như cũng biến dạng theo. Cuối cùng, trước khi khép lại video, mình muốn có đôi lời phân trần, đặt một nghi vấn rằng liệu chúng ta có cần những nhân vật như Alex trên màn ảnh? Chúng ta có cần những câu hỏi quá khó trả lời mà những tác phẩm như Clockwork Orange đặt ra? Nhớ lại năm 2019, Joker của Todd Phillips có thể nói đã trở thành một hiện tượng toàn cầu khi chỉ thẳng tay vào những bất công trong xã hội và cho khán giả thấy nó có thể biến một người lương thiện thành một kẻ tồi tệ tới nhường nào. Tuy nhiên, không hiếm người sau khi xem xong có một cái nhìn tiêu cực về thế giới, xã hội thực và đặc biệt nguy hiểm khi ủng hộ những gì mà Joker làm. Vì vậy, với những tác phẩm lấy cái xấu làm câu hỏi trọng tâm, thách thức các giá trị đạo đức, hãy luôn xem với một tâm thế tỉnh táo. Không có một tác phẩm điện ảnh nào lại muốn cổ suý cho bạo lực và tội phạm. A Clockwork Orange cũng vậy. Ý chí tự do mà phim đề cập nhắc nhở ta về sự công bằng, rằng không một ai xứng đáng bị tước mất ý chí thiêng liêng làm nên một con người, bất kể người đó có đang lầm đường lạc lối. Và hãy nhớ rằng, trong phim, những kẻ ác thì luôn được kể rất nhiều về tâm lý, giải thích hành động bản thân, đổ lỗi cho xã hội, vân vân. Nhưng còn những nạn nhân bị chúng làm nhục, những kẻ bị chúng giết, những con người cũng bị tước mất quyền tự do thì lại chẳng được mấy bài phân tích nhắc đến. Hãy nhớ đến họ để tự nhắc nhở bản thân mình tỉnh táo. Alex không xứng đáng bị phương pháp Ludovico tẩy não, thì những nạn nhân ở đầu phim càng ngàn lần không đáng bị đem ra làm đồ chơi. Chúng ta đã nói đến ý chí tự do và lựa chọn. Hãy áp dụng ngay vào việc sàng lọc những giá trị mà điện ảnh mang lại, giữ cho mình một tinh thần độc lập, đấu tranh cho những điều đúng đắn. Mình nghĩ chỉ khi đó, điện ảnh mới phát huy được tối đa sức mạnh của mình, phản ánh một cách khách quan những góc khuất đen tối bên trong thế giới và tâm hồn mỗi chúng ta. Còn về phần A Clockwork Orange, mình tin rằng sau khi xem xong, các bạn sẽ ngán bạo lực tới tận cổ. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.